Vâng, con Lê Thanh Minh Tùng xin kính chào mọi người. Hôm nay là ngày 24 tây tháng 9 năm 2020. Con Lê Thanh Minh Tùng xin làm cái clip này gửi đến mọi người thêm một số vấn đề về ông Lê Tùng Vân. Thì vừa qua cơ quan thông tin báo chí đài truyền hình trên cả nước đã thông báo đến mọi người cái vấn đề của ông Lê Tùng Vân. Thì những vấn đề đó là những vấn đề ngoài bề mặt nổi, còn cái bề mặt chìm thì nó còn có một số nhiều vấn đề rất là hay, mà những vấn đề đó thì chỉ có những người trong nhà ông Lê Tùng Vân, những người quan hệ lâu năm với ông Lê Tùng Vân và những đệ tử mới biết được những câu chuyện này. Thì con có nói con sẽ tiếp tục đưa một số câu chuyện xung quanh cuộc sống của ông Lê Tùng Vân cho mọi người được biết là ông Lê Tùng Vân năm xưa ổng như thế nào. Và đây là một câu chuyện mới về ông Lê Tùng Vân, con xin được phép gửi đến mọi người để mọi người xem về cái sự giả dối và cái sự coi thường Phật giáo đối với ông Lê Tùng Vân như thế nào. Rồi mọi người nhìn vô màn hình của con nha. Mọi người chú ý nhìn vào màn hình của con. Bây giờ mọi người xem cái này. Cái này thì con đã đăng lên Facebook rồi. Con đã đăng lên Facebook rất nhiều. Thì hôm nay con mới làm trên YouTube nha mọi người. Rồi mọi người nhìn vào màn hình. Thì mọi người thấy trên màn hình là ông Lê Tùng Vân. Đó, gửi kế bên Lê Tùng Vân là Lê Thanh Nhất Nguyên mặc cái bộ phục pháp tượng trưng cho cái hình Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì ở đây trước khi con nói vấn đề này thì có gửi lời đến Nhất Nguyên trước là không phải đem cái hình của Nhất Nguyên lên đây là để biêu xấu hay là để bôi nhọ Nhất Nguyên hay có ý gì khác. Cái hình Lê Thanh Nhất Nguyên phát lên bộ phục pháp của một vị Địa Tạng Vương Bồ Tát chỉ là một cái hình ảnh có tính chất minh họa mà thôi, minh họa cho câu chuyện của ông Lê Tùng Vân. Thì vừa rồi trên mạng Facebook có nói rằng Minh Tùng đăng cái hình này lên là không có xứng đáng Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên và ông Lê Tùng Vân không xứng đáng mặc cái bộ đồ này. Thì con cũng xin thưa với mọi người, đây chỉ là hình mang tính chất minh họa để dẫn dụ câu chuyện. Rồi bây giờ câu chuyện của cái hình này nó như thế nào? Thì đối với ông Lê Tùng Vân, từ lâu, từ rất là xa xưa, từ những mấy chục năm về trước và những năm khi Minh Tùng sống với ông Lê Tùng Vân, thì ông Lê Tùng Vân luôn dạy các đệ tử và các con ruột, các cháu, những người sống xung quanh bên Lê Tùng Vân là coi bên Phật giáo là không ra gì. Coi Phật giáo là cái không đáng để học, không đáng để cho mọi người chú ý đến. Mà ông Lê Tùng Vân chỉ coi ông Tùng Vân ổng cho rằng trên cõi đời này chỉ có đạo do ông Tùng Vân sáng lập ra là đạo huyền sinh giải thoát mới là bá chủ thiên hạ. Các vị chân tu, các vị trụ trì, các vị chức sắc và trong hội Phật giáo, ông Tùng Vân coi những người này là vô bổ, vô ích và vô giá trị. Ông Tùng Vân luôn là chửi bới các vị này trước mặt các đệ tử và các con ruột của Lê Tùng Vân. Ông Tùng Vân luôn dạy họ là coi các vị chức sắc trong hội Phật giáo là rơm là rác, những người đó không đáng để tôn sùng, để phải học theo, mà hãy tôn sùng ông Lê Tùng Vân như một vị siêu phàm, như một vị lãnh tụ trên thế gian này, và hãy coi ông Lê Tùng Vân là một ông Phật sống. Ông Tùng Vân cho rằng bộ kinh của nhà Phật là không hay, không chân truyền, học cho nhiều và cũng không thành Phật, mà cho rằng bộ kinh của ông Tùng Vân viết là siêu phàm, là giải thoát nhân loại. Nhưng ít ai biết rằng bộ kinh ông Tùng Vân viết trong đó có một bộ kinh là nói về ông ngủ với ông Tùng Vân là sẽ được giải thoát, ông Tùng Vân sẽ minh chứng. Thì vì sao mọi người thấy bên cạnh ông Tùng Vân là có rất nhiều đàn bà là đệ tử theo ông Lê Tùng Vân? Đó là lý do vì sao như vậy. Trong đó cái bộ kinh mà mình nói ở trước là cái bộ kinh giải thoát á, bộ kinh mà nhồi quả giải thoát á, cái bộ kinh nó chẳng là gì đó.
Nó chỉ là cái ngụ ý là quan hệ với ông Lê Tùng Vân, giống như là ngủ với ông Phật sống, ngủ với giáo chủ Lê Tùng Vân là sẽ được giải thoát nghiệp căn là thành Phật. Cho nên là bà đệ tử nào là gặp ông Tùng Vân cũng phải ngủ với ông Lê Tùng Vân hết. Chủ yếu là để giải thoát nghiệp căn. Đó là lý do như vậy. Bây giờ quay lại vấn đề tấm hình hồi nãy mình đưa cho mọi người coi. Thì đó, để phô trương thân thế của ông Tùng Vân, để nhạo báng Phật Pháp, thì khoảng 40 năm trước, ông Tùng Vân cho một vị đệ tử ăn mặc trang phục như một vị Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì vị đệ tử này cầm cây quạt, ông Tùng Vân đi đến đâu, vị này phải quạt cho ông Tùng Vân và phải hầu hạ ông Tùng Vân như là một vị sư phụ. Thì qua cái hình ảnh đó, ông Tùng Vân muốn cho thiên hạ lúc đó, thiên hạ thời điểm đó biết rằng là Phật giáo còn phải đi hầu hạ giáo chủ Lê Tùng Vân, thì Phật giáo là phải dưới cấp cái đạo của ông Lê Tùng Vân. Ý của ông Tùng Vân là như vậy. Thì đó là cái ý nghĩa, cái hình ảnh tại sao mình đưa lên như vậy cho mọi người xem. Thì đó là hình ảnh để dẫn dụ vào câu chuyện của ngày hôm nay mình đang nói. Cái hình ảnh đó tất cả các đệ tử năm xưa đều biết rõ về cái câu chuyện đó. Và mọi người biết đặc biệt không? Đều đặc biệt, rất là đặc biệt mọi người. Cái vị đệ tử mà giả vị Địa Tạng Vương Bồ Tát đó là đệ tử chân truyền của bà Pháp Sư Lê Thị Thu Vân. Như nói lúc đầu, bà Pháp Sư Lê Thị Thu Vân là đi là cánh tay trái của ông Lê Tùng Vân. Thì vị giả Địa Tạng đó là đệ tử chân truyền của bà Pháp Sư Lê Thị Thu Vân. Và còn một sự thật kinh khủng hơn nữa là vị đệ tử giả Địa Tạng Vương đó đang nghi vấn nghe mọi người, chứ chưa xác minh được. Thì đang nghi vấn cái vị giả Pháp Sư, cái vị mà giả ông Phật Địa Tạng đó là cha đẻ của Lê Thâm Minh Tùng. Là nghi vấn cha đẻ của Lê Thâm Minh Tùng. Rồi tại sao, lát chút xíu nữa mình sẽ nói tiếp. Thì bây giờ mình xin gửi đến mọi người một lời nói như sau là nếu các vị nào hay là các cô chú anh chị nào có nghe cái clip này, thì có ai biết cái vị đệ tử chân truyền của bà Pháp Sư Lê Thị Thu Vân giả vị Địa Tạng Vương khoảng 40 năm về trước để đi theo hầu hạ ông Lê Tùng Vân, thì hiện tại cái vị đó còn sống hay là không? Nếu mà còn sống thì hiện tại vị đó ở đâu? Và cái mà cái vị đó còn có người thân nào hiện tại đang sống hay không, thì hãy cho Minh Tùng biết nha mọi người. Đó là lời gửi đến lời cảm ơn đến mọi người có thể biết, hoặc ai tình cờ nghe được tiếp này thì cho Minh Tùng biết thêm về cái vị mà giả Pháp Sư Địa Tạng đó. Thì như nãy mình đã nói là tại sao cái vị giả Pháp Sư Địa Tạng này là đang nghi vấn là cha đẻ của Minh Tùng. Thì theo một số thông tin của các đệ tử ngày xưa là đi theo bà Pháp Sư Thị Thu Vân và theo Lê Tùng Vân, thì cái vị mà giả vị Địa Tạng này nè là đệ tử chân truyền của bà Lê Thị Thu Vân. Mà theo một số nguồn tin đưa ra thì bà Lê Thị Thu Vân với cái người mà giả vị địa tạng này nè là có một cái mối quan hệ trên mức đệ tử á. Mình nói tựa như là cô Long Dương Quá đi, ví dụ gì đi, phải không? Giống như cô Long với Dương Quá vậy á, cô Long Quá Nhi á, thì mình nói vậy là mọi người hiểu rồi. Nhưng mà cái thông tin này là chưa xác nhận chính xác hay không. Tại vì bây giờ muốn biết chính xác hay không là phải hy vọng là người thân hoặc những người nào biết về cái vị đệ tử này thì sẽ cho Minh Tùng biết. Thì qua đó chúng ta thấy rằng ông Lê Tùng Vân là trà đạp hình ảnh Phật giáo. Từ xa xưa là đã coi Phật giáo không ra gì. Ông chỉ coi cái đạo của ông là trên hết, là cái đạo của thế gian, là cái đạo đó là ông không có, cái đạo của ông là bá chủ thiên hạ. Đó, cái hình ảnh đó là ông muốn cho mọi người biết là Phật giáo phải hầu hạ cái đạo của ông. Ông là giáo chủ của cái đạo đó. Cái đạo của ông lập ra là đạo hiện sinh giải thoát.
thiền đạo. Thì mọi người biết cái thân thế của Lê Tam Minh Tùng á, nó rất là khó khăn để tìm ra. Bây giờ mà nói Lê Tam Minh Tùng có phải là con ông Lê Tùng Vân không thì cũng không biết là có hay không. Rồi không biết Lê Tam Minh Tùng có phải là con của ông hộ pháp Lê Tinh Vân, là phải là con ruột của ông đó hay không cũng không biết. Rồi bây giờ quay sang đến bà pháp sư Lê Thị Thu Vân, rồi cũng không biết Minh Tùng có phải là con ruột của bà pháp sư Lê Thị Thu Vân hay không. Tại vì sao nó gắt rối như vậy? Là mọi người phải hiểu như thế này, trong gia đình ông Lê Tùng Vân, là có thể nói từ ông Lê Tùng Vân đến những người khác trong gia đình, là những người em ruột của ông Lê Tùng Vân có những cái mối quan hệ xã hội rất là phức tạp, là thứ nhất. Thứ hai, trong mối quan hệ tình cảm nó cũng rất là phức tạp. Đó, từ các mối quan hệ xã hội cho đến mối quan hệ tình cảm nó đều rất phức tạp. Cho nên cái thân thế Lê Tam Minh Tùng khó tìm ra dữ lắm mọi người. Đó, chứ không riêng gì ông Lê Tùng Vân. Cách đây không lâu có một cái bình luận lên mạng nói rằng gia tộc Lê Tùng Vân là những người sống tốt, là những người có ích cho xã hội. Tôi Lê Tam Minh Tùng công nhận là những điều đó là đúng. Nhưng mà những cái điều đó chính là những cái bề mặt nổi thôi. Cái bề mặt mà ở bên ngoài các bạn nhìn thấy thôi. Còn cái bề mặt bên trong, bây giờ thí dụ đi, tôi nói thí dụ như ông hộ pháp hay là bà pháp sư Lê Thị Thu Vân đi. Những người đó người ta cũng là con người thì người ta cũng có những cái mối quan hệ tình cảm. Mà không lẽ bây giờ ta lấy ai, ta ngủ với ai, ai là vợ người ta, ai là chồng người ta, hoặc ai là người tình của người ta phải khai hết cho mọi người biết. Đúng không các bạn? Không có ai mà biết rõ đó. Thì chỉ có những người sống chung với họ, quan hệ với họ cả chục năm mới biết thôi. Mà chẳng hạn như qua đây thêm một câu chuyện về bà pháp sư Lê Thị Thu Vân, lại thêm một nguồn tin. Mà nguồn tin này là nguồn tin chính thống, chứ không phải là nguồn tin bầm bậy tầm bạ. Đó, nguồn tin này là cái người đưa ra, lại là cái người sống chung với ông Lê Tùng Vân, sống chung với bà Lê Thị Thu Vân, sống chung với ông hộ pháp đưa ra. Mà cái người này lại là người lớn tuổi. Thì như vậy cái nguồn tin này cũng đâu phải gọi là sai, đúng không mọi người? Đó, bây giờ bởi thân thế Lê Thanh Minh Tùng rất là khó tìm. Đó là lý do vì sao mà có nhiều người thắc mắc là không biết gia đình ông Lê Tùng Vân là tại sao lại rắc rối, lại khó hiểu như vậy. Đó, thì bây giờ quay lại câu chuyện cái hình ảnh đó. Đó là cái hình ảnh đó là đúc kết cho mọi người sẽ biết rõ là ông Lê Tùng Vân xem thường Phật giáo như thế nào, coi thường các vị trụ trì, các vị chức sắc trong hội Phật giáo như thế nào. Ông luôn dạy các con ruột, các đệ tử, thậm chí ngày xưa khi Minh Tùng còn sống trong trại thánh thức, ông cũng dạy như vậy. Khi Minh Tùng còn ở trong trại thánh thức á, là có những cái đoàn thông quan, là có những cái vị trụ trì, những cái vị chức sắc cũng từng đến trại thánh thức tham quan trại thánh thức và cho quà từ thiện, cho này cho kia. Rồi ông Tùng Vân ổng xạo lắm mọi người, ổng cũng kêu các vị chức sắc, vị trụ trì đó và hãy dạy thêm giáo lý cho các em, các đệ tử ở trong trại được nghe. Thì các vị chức sắc, các vị trụ trì đến trại thánh thức tham quan thì cũng đứng lên dạy thêm một số giáo lý trong nhà Phật, dạy cái này cái kia. Thì những vị chức sắc, những vị trụ trì đó vừa bước ra khỏi trại thánh thức đi về là ổng ở đây ổng chửi người ta không còn cái gì hết. Nói thậm tệ luôn, nói là cái này là không đúng, cái kia là không đúng. Tất cả phải nghe những kinh Phật của ông Lê Tùng Vân viết. Tất cả những người phải chỉ có ông Lê Tùng Vân là vị trụ trì, là bá chủ thiên hạ thôi. Là ông Lê Tùng Vân có thể nói là thánh, nói xấu người khác sau lưng. Trước mặt người khác thì ổng định bỡ, ổng đưa người ta lên trên trời, sau lưng người ta là ổng trà tạp người ta xuống, sau lưng người ta là ổng chỉ coi ổng là thiên hạ, còn những người khác là thứ không ra gì trong xã hội. Cái đó là cái bản tính của ông Lê Tùng Vân từ cả chục năm nay chứ không phải là mới đây. Như vậy là mình đã phân tích xong cái hình ảnh của con, đã phân tích xong cái hình ảnh của con đưa lên trang Facebook và mới hôm nay là đưa lên YouTube cho mọi người xem. Để mọi người biết rõ thêm về ông Lê Tùng Vân là giả tạo, là coi thường Phật pháp, đạo đức giả như thế nào. Rồi cái vấn đề thứ hai con muốn nói thêm ở đây là vừa qua là có một số
bạn ở trên cộng đồng mạng xã hội, bạn mấy bạn này có nói là đài truyền hình Long An vì sao để cho cô Tuyết lên đài Long An để nói ông Lê Tùng Vân là dâm dục, dùng những từ ngữ như vậy trên đài truyền hình là không đúng, là sai, là phải chỉnh sửa gì đó. Đó, con nói thiệt với mọi người nha, đài truyền Long An để cho cô Tiết nói vậy là đài truyền hình Long An còn lịch sự á, còn nhỏ nhẹ á, còn gọi là giảm bớt rồi đó. Chứ còn Lê Thanh Minh Tùng nói cho mọi người nghe nè, ông Lê Tùng Vân là kêu bằng cực kỳ dâm dục, cực kỳ hoang dâm. Cái sự dâm dục của ông Lê Tùng Vân là dâm dục hoang độ, có thể nói là ổng bệnh luôn á, kêu bằng cái dâm của ổng gọi là cái bệnh luôn á mọi người. Nó phải nói thẳng như vậy luôn, chứ đừng có nói mà sự dâm dục cô Tiết nói dâm dục là còn ít nữa, là còn nhẹ nhàng. Chứ con Lê Thanh Minh Tùng nói nè, ổng là hoang dâm vô độ, cực kỳ dâm dục, mà có thể nói sự dâm dục của ổng có thể nói là giống như một cái bệnh luôn, bệnh nặng luôn á. Là tại vì sao con nói như vậy? Tại vì những lúc ông Lê Tùng Vân quan hệ tình dục là con là Lê Thanh Minh Tùng thấy hoài, chứng kiến hoài. Hồi đó lúc còn ở Chạy Tân Đức á, 5 giờ chiều là con đi học võ, thì từ Chạy Tân Đức đi tới cái chỗ học võ là ở xã Tân Tạo, là nó cách tới 6 cây số. Mà 9 giờ con học võ xong rồi thì con đạp xe đạp đi về tới Chạy Tân Đức là cũng 10 giờ mấy. Thì về tới Chạy Tân Đức là lúc đó mọi người ngủ hết rồi. Đó, thì con cái tật con thì hay đi tò mò, cho nên về thấy mọi người ngủ hết rồi là con đi qua nhà ông Lê Tùng Vân, con coi ông Lê Tùng Vân làm gì. Thì biết bao nhiêu lần con đã chứng kiến ông Lê Tùng Vân quan hệ tình dục với cô Hiền, cô Đài như thế nào. Mà bây giờ không lẽ con ngồi con kể từng chi tiết thì nó kỳ quá. Mà ông Lê Tùng Vân đó mọi người là hay lắm, thường hay chiếu VinSet cho các bà coi. Rồi cái hành động quan hệ tình dục đó, là ông Lê Tùng Vân kêu các bà làm y như trong VinSet, y như vậy luôn đó mọi người. Mà mọi người biết có một cái điều là con ngạc nhiên lắm. Tới bây giờ năm nay con 36 tuổi con vẫn thắc mắc hoài. Là từ lúc mà con hiểu biết, con ở với mẹ nuôi con là bà Lê Thị Thu Vân á, là từ lúc con hiểu biết rồi, con ở với mẹ nuôi con là tới khi con lớn lên, con thấy mẹ con không có mà gặp gỡ ai là đàn ông, cũng không có nói chuyện với ai riêng tư là người đàn ông. Nói chung thấy bà sống một mình vậy á. Mà không hiểu vì sao ông Lê Tùng Vân lại kêu bà Lê Thị Thu Vân qua coi VinSet chung với cô Hiền, cô Đài, cô Xuân. Và cái năm mà coi VinSet đó còn có mấy người nữa mà con không có nhớ tên hết. Con thắc mắc hoài không hiểu. Thí dụ như cô Hiền ngủ với ông Lê Tùng Vân thì cho cô Hiền coi VinSet cũng đúng đi. Cô Đài ngủ với ông Lê Tùng Vân cho cô Đài coi VinSet cũng đúng. Nhưng mà mẹ nuôi con là bà Lê Thị Thu Vân không có đàn ông. Từ lúc mà con nhỏ tới lớn lên con thấy không có người đàn ông nào lại gần bả đó. Mà lại ông Lê Tùng Vân lại kêu bà Lê Thị Thu Vân qua coi VinSet. Mà mọi người biết không? Vừa coi vừa ngồi chỉ nha mọi người. Ông Lê Tùng Vân chỉ nè, gì nè, cái này là phải như vậy nè, cái này là như vậy nè. Tại sao phải như thế này, tại sao như phải thế kia. Trời ơi, vừa coi VinSet mà vừa giảng về VinSet luôn đó mọi người. Rồi cái những cái hành động mà quan hệ tình dục, quan hệ tình ái của ông Lê Tùng Vân là y như trong VinSet. Là những gì con chứng kiến là về sự quan dâm vô độ của ông Lê Tùng Vân như thế nào. Và thêm một cái câu chuyện con có bật mí ở những cái phần trước là cái câu chuyện mà ở nhà 39C Lý Chiêu Hoàng đó. Thì khi đó là con chưa sinh ra đời, nhưng những cái người mà sống trong nhà 39C ở Lý Chiêu Hoàng đó thì cái nguồn tin của họ cho biết á, là ông Lê Tùng Vân á, còn quan dâm vô độ hơn ở Chạy Thánh Đức. Là cái sự dâm dục của ông Lê Tùng Vân còn ghê gớm hơn nữa. À, mà ghê gớm như thế nào, quan độ như thế nào thì con không có nói ở đây. Tại vì con còn muốn để cho ông Lê Tùng Vân một chút danh dự trước khi chết. Chứ mà con moi ra con nói hết thì thôi rồi, ông Lê Tùng Vân không còn gì để nói. Mà con đã nói với mọi người rồi, con là Lê Thanh Minh Tùng, con nói là con chịu trách nhiệm trước pháp luật. Những gì con nói, nếu mà con nói sai thì không có cái ngày mà không có còn ngồi đây mà để nói như thế này đâu mọi người. Đó, cho nên cái vấn đề mà cô Tiết lên đài truyền hình và đài truyền Long An để cho cô Tiết sử dụng từ dâm dục để nói Lê Thanh Minh Tùng, mọi người bắt bẻ cái lỗi này của đài truyền hình là
là con nói thiệt, lúc đó là chuyện của mọi người bắt bẻ với riêng bản thân con nha. Và những người đã từng sống với ông Lê Tùng Vân và những người mà đã biết ông Lê Tùng Vân thì cái câu nói của cô Tiết rất là nhẹ. Nhẹ lắm mọi người, rất là lịch sự á. Cứ gặp con mà con lên con nói á, ông Lê Tùng Vân á là cái gì? Dâm dục vô độ, là cuồng dâm, là hoang dâm vô độ. À, là cái giống như là cái bệnh luôn á mọi người. Ông Tùng Vân cái sự dâm giống như là bệnh, bệnh dâm luôn á. Con nói thẳng như vậy á để cho mọi người hiểu rõ hơn về ông Lê Tùng Vân. Về ông Lê Tùng Vân. Rồi thì hôm nay để coi còn cái gì nói nữa không ta. Chỉ có hai vấn đề này thôi. Xung sao cộng đồng mạng ngày hôm qua với ngày hôm nay thôi chứ đâu còn vấn đề gì để nói nữa. Rồi thôi con xin tạm ngưng tại đây. Rồi để con sẽ có những cái thông tin mới, những cái cuộc sống năm xưa của ông Lê Tùng Vân thì con sẽ tiếp tục nói thêm cho mọi người biết rõ về ông Lê Tùng Vân. Bởi vì những điều con nói là trên đài truyền hình, trên thông tin báo chí họ không có nói, tại vì họ đâu có biết những chuyện năm xưa. Họ chỉ biết những chuyện năm nay thôi, họ công bố kết quả điều tra thôi. Còn những chuyện năm xưa, những chuyện ác độc đồ, những chuyện mà kêu bằng là bí mật ẩn tình thì chỉ có những người sống với ông Lê Tùng Vân mới biết. Và sẵn đây con muốn gửi lời đến gia đình ông Lê Tùng Vân và các con ruột Lê Tùng Vân luôn là như sau. Ông Lê Tùng Vân là thiếu con 1 tỷ, còn ông Hoàng Nguyên còn Hoàng Nguyên là thiếu con 100 triệu, là nhà ông Lê Tùng Vân là thiếu con 1 tỷ 100 triệu. Bởi vì ngày xưa ông Lê Tùng Vân nói ai chứng minh Lê Tùng Vân có vợ có con thì cho 1 tỷ. Thì một năm nay con nó lên mạng con nói rất là nhiều mà nói là nói một thiếu điều muốn đứt hơi luôn á, nói thiếu điều muốn xỉu luôn á. Rốt cuộc thì hôm nay đã có kết quả là ông Lê Tùng Vân có vợ có con đó, có cháu ruột. Rồi sắp tới là sẽ công bố coi ông Lê Tùng Vân có lọn lưng không nha mọi người. Mọi người cứ chờ. Rồi thì ông Lê Tùng Vân là nợ 100 triệu 1 tỷ á. Rồi ông Lê Tùng Vân với Hoàng Nguyên coi lo trả tiền cho Minh Tùng đi. Chứ già cả rồi, cạo đầu rồi mà nói chuyện toàn là nói qua lo, nói không có dư lời. Kỳ lắm, xã hội nó cười. Làm sai lừa gạt thiên hạ thì cái chuyện làm sai lừa gạt thiên hạ. Còn cái chuyện mà nợ nần hứa thách thức người ta thì bây giờ người ta nói rồi đó, có nhân chứng đồ đó. Minh Tùng bị đánh đập mà mấy chục năm về trước bị đánh đập cũng có người thấy đó, mà chính cái người mà cùng đánh với ông Lê Tùng Vân người ta cũng làm chứng rồi, người ta cũng nói người ta có đánh Minh Tùng rồi. Thì đó coi ấy đưa tiền trả tiền cho Minh Tùng đi nha. Còn một điều nữa muốn gửi đến gia đình ông Lê Tùng Vân là bây giờ ông Lê Tùng Vân làm ác là cái chuyện của ông Lê Tùng Vân đó, còn cái chuyện cha mẹ ruột của Minh Tùng thì tốt nhất là nên nói thật ra, nên cho biết đi, đừng có giấu giếm nữa, nói sự thật đi, đừng có để mà Minh Tùng nóng lên rồi lôi hết từng người là ai. Thì cậu ba nè đó, cô tư, cô sáu, chú năm, cậu bảy, rồi đừng có để lôi từng người ra mà nói hết, từng người nói rõ cái cách sống của từng người, cái sự lấp liếm, cái sự giả dối, cái sự mà kêu bằng che đậy trong cái gia tộc Lê Vân, nóng lên là nói hết đó, thông báo trước rồi đó, trả lại sự thật cha mẹ ruột của người ta đi đó. Mọi người xem đó, gửi lời đến ông Lê Tùng Vân như vậy đó, đến luôn cả gia tộc Lê Vân luôn. Mọi người thấy rõ ràng không, năm đứa nhỏ thách thức danh hài đó, mẹ của nó là ai? Là Quyền Trang, là Quyền Trân, là Kỳ Duyên, là dòng Kim Xuân, mà mắc cái chứng gì đẻ con ra rồi không nhận là con, không cho nó kêu bằng mẹ hả? Mở miệng ra nó con dòng Kim Xuân đó, cái bà dòng Kim Xuân trên mạng mới nói đó, trên TV mới nói, hỏi tại sao không nói, mới nói vì sự riêng tư nên không thể cho kêu bằng mẹ. Biết bao nhiêu người trên thế gian này, biết bao nhiêu người trên thế gian này, trên xã hội này, trên thế giới này, người ta mong muốn được làm mẹ, hạnh phúc của người đàn bà là được làm mẹ, mà đẻ con ra không dám cho kêu bằng mẹ, giấu. Rồi cha nó cũng đem giấu luôn. Đã 30 năm trước rồi, 35 năm về trước rồi, cái sự việc của Minh Tùng, Minh Quang, Minh Tú, ba em đó, là còn hai em nữa. Hai em nữa hiện bây giờ là đang là,
cũng là ở kề cận với Lê Thanh Minh Tùng nè. Đó, đẻ người ta ra 35 năm về trước, 30 năm về trước, đẻ người ta ra, đem cha mẹ người ta giấu, không cho người ta biết cha mẹ là ai. 35 năm sau đẻ ra năm đứa nhỏ tất tức trên này, cũng giấu luôn, không cho người ta biết cha mẹ người ta là ai. Mẹ nó sống sờ sờ vậy đó, kêu không có mẹ. Cái gia tộc, cái ông Lê Tùng Vân sống như vậy mà sống được. Cha mẹ người ta đem giấu, giấu nhẹm luôn. Thì đúng rồi, giấu phải rồi, cha nó lọn lưng mà. Lọn lưng ra tụi nó rồi cô gì chú bác gì lọn lưng ở chung với nhau không. Cha người ta được làm cha là cái hạnh phúc của một người làm cha. Người ta làm mẹ được hạnh phúc của một người làm mẹ. Đẻ ra không dám nhận con, không dám cho kêu bằng mẹ. Cái ông Lê Tùng Vân là ông ác, cực kỳ ác thưa mọi người. 35 năm trước là cái chuyện công chuyện của Lê Tam Minh Tùng, Lê Tam Minh Quang, Lê Tam Minh Tú. Còn hai em nữa tôi không muốn nêu tên ở đây. Hai em này lại là hiện bây giờ là đang kề cận với Lê Tam Minh Tùng. Cũng không biết cha mẹ ruột của mình là ai như thế nào. Cũng do cái sự lấp liếm, sự dối trá của gia tộc Lê Vân. Sống mà sống như vậy mà sống được. Nói thì không phải nói với nóng mà muốn chửi thề luôn đó mọi người. Rồi bây giờ 30 năm sau đẻ ra một cái lớp sau nữa. Là cái lớp mà năm đứa tính tức trên này cũng giấu cha mẹ người ta luôn. Thứ gì mà ăn ở công nhận thì cái ác độc chưa từng thấy. Tôi thông báo tới gia đình Lê Tùng Vân nha. Cha mẹ của tôi, cha mẹ của Lê Tam Minh Tùng nha. Đem ra nói cho rõ cho nghe, đừng có giấu giếm hoài nghe là bực bội lắm rồi đó. Nóng lên là tôi lôi hết cả dòng cả họ ông ra tôi nói á. Là đừng trách vì sao mà tôi ác. Sống thì cũng phải sống thì lừa gạt thiên hạ, lừa gạt xã hội thì cũng đủ rồi, cũng vừa đủ rồi, vừa phải rồi. Như đó là đủ rồi. Trả lại sự thật cha mẹ của người ta là ai đi. Hay là lỡ hiếp dâm mẹ người ta rồi giấu luôn, không dám nói. Hả, ông Lê Tùng Vân. Rồi những người khác trong nhà tộc Lê Vân. Đó, mình nói cho mọi người nghe như vậy để mọi người hiểu. Trên đời này thì trên đời này mới thấy luôn, mới thấy một cái gia tộc Lê Vân. Một cái ông mà kêu bằng mà đi ra đường xưng là bá chủ thiên hạ, là kinh viết sách mà sống còn thua một cái gì nữa. Nói không lẽ xúc phạm tới người lớn. Giờ thế hệ trước, thế hệ 85 có mẹ không biết mẹ, có cha không biết cha, rồi xong tới cái thế hệ 2000X cũng y như chang, thế hệ 8X cũng không biết luôn. Có thế hệ giữa là nó biết. Bởi nó biết nó mới cắm đầu cắm cổ vô, nó chửi thiên hạ, nó binh cha ruột nó. Nó sống, nó ăn ngon, mặc đẹp, nó sung sướng, nó thụ hưởng, nó ngồi một chỗ mà. Cho nên nó đâu có hiểu cái sự mà những năm tháng cần cùng cực cơ khổ, những cái cay đắng của người ta. Mà đặc biệt ở đây là tôi nói thêm là có hai em nữa. À, kề cận Lê Thanh Minh Tùng cũng trong trường hợp Lê Thanh Minh Tùng cũng không biết cha, không biết mẹ. Gia đình bên vợ người ta cũng đi hỏi tới, hỏi luôn, hỏi xuôi, hỏi ngược. Mà mình biết trả lời sao? Biết tụi nó là con ai đâu trả lời. Đó, mọi người coi. Một cái gia đình, một cái gia tộc sống như vậy mà sống được. Bởi vì xã hội thì liên tục lên mạng. Trời ơi, ông Lê Tùng Vân, chù dập ông Lê Tùng Vân, trời ơi. Nói xấu ông Lê Tùng Vân, du quan Lê Tùng Vân. Du quan cho ổng dữ lắm. Đúng rồi, đệ tử Lê Tùng Vân chết hết rồi. Người thân của Lê Tùng Vân chết hết rồi. Còn mình Lê Tùng Vân còn sống à. Ha, còn mình Lê Tùng Vân còn sống. Cho nên mọi người, những người đó nghĩ là sự thật là chôn vùi hết. Rồi, con làm cái clip này là để gửi đến mọi người những cái sự việc như trên. Và những clip sau con sẽ tiếp tục có những cái gì mới hơn về trong cuộc sống Lê Tùng Vân. Hoặc là con tình cờ nhớ được cái gì, câu chuyện của mấy chục năm về trước, con sẽ kể tiếp cho mọi người nghe. Dạ, con Lê Tam Minh Tùng. Hồi nãy nóng quá giờ xuống rồi đó. Hồi nãy con nóng, bây giờ bắt đầu con nguội nè. Dạ, thôi con Lê Tam Minh Tùng xin kính chào mọi người, xin kính chào cô chú anh chị và bạn bè. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe con nói. Vâng, một lần nữa con xin cúi đầu chào mọi người. Xin chúc
tất cả mọi người có một ngày tốt đẹp. Con Lê Thanh Minh Tùng xin chào ạ.